có cái lá chuối gì nó sẽ tốt hơn. Đúng rồi, ở đây mình sử dụng lá chuối, còn ai muốn hộp thì mình vẫn lót cái lá chuối xuống cho người ta, chứ không có để như vậy. Xong. Tránh đi ảnh hưởng của cái lá. Lấy cái lá này ập lên bây giờ. À, kỹ lắm, riêng hết, bỏ chung. Thành ra có cái lớp lá này mình bảo vệ lá dơ lớp chuối. Chờ lớp chuối. Lá mình bao la, mình sử dụng lá mà không có sử dụng mấy cái kia. Dạ. Sử dụng đây còn mấy cái chuối. Làm gì nó mới ngon. Chị bán rất là vui ha. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 9 giờ 15 sáng ngày 7 tháng 8 năm 2019 và mình đang có mặt trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10. Sáng hôm nay mình sẽ đến chợ Nguyễn Tri Phương ăn sáng các bạn. Theo mình biết thì trong lòng chợ và xung quanh khu vực chợ có bán khá nhiều món ngon, trong đó có một món khá là nổi tiếng, đó là món bánh cuốn. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình đến được chợ Nguyễn Tri Phương nha. À, mình nói chút xíu về thời tiết. À, do áp thấp nhiệt đới cho nên từ trưa hôm qua đến khoảng độ tối luôn á, khoảng 10 giờ tối là trời mưa suốt và trời bầu trời xám xịt. Sáng hôm nay trời lại mưa và bầu trời cũng xám xịt luôn các bạn xem nè. Dự kiến là trong cả ngày hôm nay bầu trời sẽ như thế và khả năng là sẽ mưa lâm râm, mưa suốt. Rồi, mình đi nha, đến chợ Nguyễn Tri Phương. Và đây là chợ Nguyễn Tri Phương các bạn, nằm ở số 68 Nguyễn Lâm ha. Từ Nguyễn Tri Phương vô Bà Hạt rồi qua đây. Mấy bạn thấy hoàn cảnh xung quanh. Trời mưa rồi. Cực ghê. Trước chợ có chỗ gửi xe các bạn ha. Rất là rộng. Và đây là khúc đường của Nguyễn Lâm, Bà Hạt các bạn. Số 68 Nguyễn Lâm các bạn ha, chợ Nguyễn Tri Phương. Bây giờ mình sẽ đi ăn bánh cuốn. Mưa mệt ghê ạ. Ngay phía đầu chợ có bán món bánh bò mình khá là thích mấy bạn. Mua bánh bò ăn nha. Ở đây có hai loại bánh mình thích, một là bánh bò, hai là bánh chuối. Bánh chuối có một miếng là 15.000, bánh bò là 10.000 đồng mấy bạn. Mình đã chưa? Cái bánh bò đó có nước dừa hả chị? À, là phải ăn liền. Còn cái trong cái nguyên cái kia là 90.000 là một ổ là không có nước dừa ạ. Có nước dừa. Có nước dừa luôn. Vậy để được bao lâu chị? Cái này để lâu. Giờ nước dừa đổ rồi chứ. À. Còn bánh để thì chắc chị đang ăn cắt ra. Nếu mà nguyên cái ổ để được bao lâu chị? Nguyên ổ nếu mà ăn bữa nay ngày mai còn để lâu để trong tủ lạnh. À vậy hả? Là ăn thì hấp lại. À. Nhiều loại bánh ghê. Bánh in. Ủa cái bánh này bánh pha lăng hả chị? Bánh gì gọi là bánh gan à? Bánh gan chứ. Bán sao chị? Một miếng 15.000 hả? Bán em miếng 10.000 được không? Cắt 10.000 thôi, thấy nhiều bánh quá rồi. Đủ loại bánh. Đối diện chị bán bánh bò, bánh gan này có bác ở đây bán bánh tét. Đây, hình như bánh tét, bánh ít nè mấy bạn. Ở góc bển, hơi lớn tuổi rồi. Rồi, bác cho con một cái đậu, một cái dừa đi.
Một bánh ít là 5.000, 5.000 thôi. Vậy hả? Còn mua bên kia 3 cái bánh rồi. Tôi ăn hết à. Dạ. Không mừng để lấy bằng bự đựng. Bự bự đựng nè. Còn có bánh chuối nè, đây bánh chuối hay là bánh tét nhưng mỡ đậu. Dạ. Bánh chuối luôn. Bánh chuối nhiều bác? 6.000. À bánh chuối 6.000 hả? Rồi cho con thôi cái bánh chuối nữa. Chụp luôn đi. Dạ thôi ăn hết đâu. Về nhà chết luôn á. Bánh ủa. Bánh chuối. Dạ, bánh lá cho. Cái này chuối hay đậu? Bánh tét chuối hay đậu? Tét chuối bác, cho con tét chuối nha. Dạ. Rồi 16.000. Rồi, đi. Đi nước ngoài bác. Tao đi nhìn nha. Rồi. Đi qua Mỹ à. Thôi đi vào chợ các bạn. À, mình sẽ đi thẳng tới cái quầy bánh cuốn nha. Đi trong chợ. Ơi cho em cái đi chị. Dạ một hộp đi 10.000. Bắp giả lâu lắm rồi món này. Bán đây từ mấy giờ tới mấy giờ chị? À, chị bán ở dưới á. Chị còn dưới túi ở dưới em à, bán dạ. 6 giờ 5 giờ rưỡi chị qua đó rồi. Dạ. Chị bán tới 9 giờ. 9 giờ tối hả? 9 giờ sáng vậy nè. Ờ à, bữa nay trời mưa. Dạ. Thì của miền Tây mình. Dạ. Lâu lắm rồi mới thấy lại. Dạ. 10.000 đồng. Dạ. Có người đụng mình. Ông đó đụng ông đi luôn à. Làm cái màn hình nó giật lên một cái. Qua tới đây thấy quá trời chè mấy bạn. Một lá nó ăn chè ha. Giờ đi tìm bánh cuốn đã. Đã chưa. Đây đã tới cái quầy bánh của mấy bạn tên là 2 tầng ha, nhà đó là bán ở đây mấy chục năm rồi. Dạ. Nghe nói gì là mình bán đây mấy chục năm hả chị? 72 năm hả? Đó từ thời mẹ chị. Ngoại hả? Vậy là bánh cuốn là bánh cuốn kiểu người Bắc hả chị ha? Chính xác, nhà dân Nam Định mà, gốc dạ, Nam Định. Nam Định. Đúng rồi, Nam Định. Một quảng Nam Định. Bán rất quen rồi. Dạ. Ăn đây là phi, đồ tỏi là tại làm hết. Vậy cái phần nhân bên trong là chủ yếu là mộc nhĩ. Củ sắn. Củ sắn. Nấm mèo. Nấm mèo. Có 3 loại. Tôm, gà, thịt. Tôm, gà, thịt hả? Đúng rồi, 3 loại nhân khác nhau. Cái này là tôm nè. À, cái này là loại tôm. Tôm. Cá keo á, cá keo, cá keo. Chính xác chứ. Rồi, còn cái này gà, gần hết rồi, gà. À, đi gà. Ba loại rồi. Như bạn cứ gì tôm, gà, với chị nói cái này là cái gì chị? Heo. Heo, dạ. Ba thứ luôn. À, thứ. Cái này dài, hay quá. Đến vẫn còn. Chị cho em cái phần tôm đi. Chính xác, đang làm tôm cho bạn. Dạ. Một dĩa là bao nhiêu chị? Một dĩa ăn đầy đủ hết 35.000. Dạ ăn đầy đủ luôn 35. Ok. 35. Chị đẹp chính xác. Nhanh tay ghê. Chỉ rồi đang ăn. Đây gạo xay tự nhiên. Dạ. Không có. Đây, dĩa bánh cuốn 35.000 các bạn. Ở đây là nhân tôm và nhân gà vậy ha, hai loại ha. Heo. Ở nhân heo hả? Có nem, có chả, một cái chả mỡ nữa và một cái bánh cống. Bạn có lấy tờ 50 của em ủa mà nghe như là chị nói tiếng Hoa hả?
À vậy hả? Phụ biết là nói chuyện với nhau thì thôi chứ chị phụ là người qua chứ. À dạ. Còn mình không, mình chỉ có một tóc thôi. Dạ. Rồi mình ăn mấy bàn ha. Nhìn cái dĩa bánh của nữa rất ngon, 35.000 đồng. Tính ra là dĩa khá là lớn á. Mình ăn mới ăn hai cái miếng bánh cuốn các bạn ha. Bánh cuốn tôm, các bạn thấy tôm nè. Trong đó củ sắn và nấm mèo. Thì cái lớp bánh cuốn này rất là mượt, mỏng. Ở trong cái phần nhân á, củ sắn thì ngọt ngọt, mặn mặn. Tôm cũng vậy, rất là vừa phải. Chấm thêm cái phần nước mắm. Nước mắm ở đây cũng có vị là ngọt ngọt, mặn mặn và khá là cay, có ớt ha. Nhìn chung cái phần bánh cuốn mình ăn thấy ngon đó. Đây, chén nước mắm ớt các bạn. Cái vị nước mắm ớt ở đây chị thay đổi theo kiểu của người Nam rồi, chứ không phải người Bắc nữa. Người Bắc là sẽ lạc lạc, là bắc chanh. Mặn hơn. Em thấy nó cứ đúng là nó vị nó thanh, bắt chút siêu chanh. Dạ. Yeah. Người Nam. Dạ. Yeah. Cho nên cái vị gì là theo miền Nam rồi. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Bánh cuốn thì theo kiểu miền Bắc nhưng mà nước mắm theo kiểu miền Nam ha. Mà cũng đa dạng hơn nữa, có giá và có cái rau thơm cũng khá nhiều nữa. Mình sẽ tìm ăn tiếp cái phần bánh cuốn gà. Chắc bên phía tay phải này nè. Phần bánh cuốn gà cũng vậy, khác chăng là có cái gà phía trong. Cảm nhận nó chưa gõ cái gà mấy bạn. Mình nghĩ là cái phần bánh cuốn tôm nó sẽ ngon hơn à, mình thích hơn. Ở đây nó có một cái vị gì béo béo nữa, lớp dầu không ta? À, cái đó nó ngon ghê á. Bây giờ để ăn qua phần chả mấy bạn ha. Có hai miếng chả nè. Phần chả lụa và chả mỡ này mình thấy bình thường. Nói chung ăn dai dai cũng khá ngon. Qua cái bánh cuốn và phải qua cái bánh cống và cái nem ha. Phần bánh cống giòn bên ngoài, mềm bên trong các bạn, ăn khá là ngon. Ở trong trỏng là chủ yếu là đậu xanh ha. Rồi nem ở đây mình thấy là nem đây là nem bì, vị chua chua ngọt ngọt. Nhìn chung cơ bản là cái dĩa bánh cuốn này mình thích. À, chị làm thêm cái phần trứng hả? Bánh cuốn trứng hả? Thêm một cái quả trứng nhiêu vậy? Một quả trứng là 5.000. À, dạ. Cái bên cái sạp bánh cuốn là cái sạp sinh tố các bạn. Dâu nè, bơ nè, cà chua nè, sapo chê rất là nhiều ha. Ở đây người bán hàng rất là vui. Đó, nói chuyện liên tục. Nãy giờ mình bị ồn là bởi vì những người chủ sập nói chuyện vui mà. Cái lá sữa gì vậy cô hả? Sữa tươi ngon lắm các bạn. Ừ, sữa tươi nguyên chất. Cái sinh tố bơ nhiêu ly cô? 500 ngàn nè con. Cái dầu con? Dầu có gì mắc hơn 5 ngàn con, dầu qua chuột gì vậy? À, đưa cho cô kia cũng được, đưa đi vậy. Đi cô kia ha. Dạ em quay sao, à, sao không sao. Em ngồi đây với mình. Quay cái đế ly cho lại em coi. Cứ đưa cho chị đi về trước đi.
Bán này tới mấy giờ cô? Bán tới mấy giờ cô? Mình bán tới 1 giờ thôi. Sáng tới 1 giờ chưa? Sáng là 5 giờ có rồi. Sớm vậy luôn hả? Chợ 5 giờ mở cửa rồi hả? Đúng rồi, 4-5 giờ là có mở cửa rồi con. Ồ, chợ Nguyễn Duy Phương là mở cửa sớm dữ vậy? Ừ, 5 giờ đó. Dạ. 5 giờ còn trễ rồi đó, 5 giờ là có đồ ăn rồi đó. Vậy là mấy chục năm đây hả cô? Đây, ly sinh tố bơ 25.000 mấy bạn. Đậu nành lấy đường thuốc. Đây, mấy bạn. Béo béo, ngọt ngọt, thơm thơm mấy bạn. Thơm mùi bơ, cái vị ngổ đường vừa phải. Chị nghe bạn. Để em quên hỏi chị là bán tới mấy giờ chị? Chị bán tới 12 giờ. 12 giờ là hết phần bột luôn hả? Dạ. Tính ra chị có tính được cái số lượng bột mà mình bán hàng ngày không? Không tính được. Không tính được hả? Tính theo lít á. Dạ. Mình khoảng 12 giờ là hết. Mà mấy giờ chị có mặt ở đây rồi? 5 giờ sáng hả? Sáng là bán. Công nhận cái chợ này sớm ghê á. Dạ. Dạ. Nãy em thấy có cái cô đó cổ nói được nói tiếng Bắc ở đây cũng có người Bắc nhiều sống nhiều hả? Đúng. Dạ. Khi ở đây phi hành phi đồng cũng 4 giờ mới ra khỏi chợ. À dạ. Hành ở đây tỏi là tự làm. Dạ. Và bán theo bán hành phi. Yeah. Hành phi, tỏi phi, hành phi cho ta đi nước ngoài không à? À, bán ký hay sao chị? Bán ký. Một ký hành phi hiện tại giá bao nhiêu? Ký 380. 380, nãy em nghe chị nói là giá vậy là vẫn là đang bị không có lời. Thì giá ổn định đó. Giá ổn định. Hành đang lên. Hành đang lên. Hành hơi hay quá. À. Trước mình bán 380 thì ở đây bán mua một ký hành sống á, đã 100 ngàn. Dạ. Bởi bảo mình lên giá, mình nói thôi. À. Chứ bán lên đó người ta. Hiểu. Dạ. Chị đó chị mua chuyên đi nước ngoài. À. Xong đi bà biết thằng bữa đi lên hỏi lên nó không. Dạ. Giữ giá chị thì nó ổn định chứ. Dạ. Chị nghe bạn. Không cây, con gái cưng đó. À đúng rồi. Cái bên phải tiệm bánh cuốn là bán bánh xèo và gỏi cuốn các bạn. À. Sáng thì mình lại không muốn ăn cái món này, nhìn thì cũng ngon á. Đối diện với cái quầy bán sinh tố là cái quầy bánh mấy bạn, thấy không? Rồi bên kia là bún riêu. Rồi cái tiệm Kim Xuyến là bán cháo thập cẩm. Quá trời, đồ ăn. Ở đây được cái vui ghê. Đây, bánh mấy bạn. Quá trời. À. Bánh trứng 20.000 đồng 3 cái. Một cái 7.000 đồng. Ở đây bánh bò nè. Chè chuối. Các loại bánh đa. Bánh chuối. Wow. Bánh da lợn. Nhiều bạn ha. Wow, ở đây có cơm rượu nữa nè. Rồi chắc ăn thêm chén chè chuối quá. À, bạn thấy không? Chị là người quản hả? Họn dành. Nãy nghe giọng chị nói em nghĩ em đoán là bánh trứng 7.000 đồng các bạn.
lớp vỏ bánh khá là mềm mấy bạn. Nếu mà nó giòn hơn chút xíu ở dưới phần đáy á, dạng dạng nướng chút xíu thì sẽ ngon hơn. Cái phần lớp trứng này ngọt ngọt, béo béo, vị ngọt tương đối là vừa phải. Tuy nhiên chưa có dậy lên cái mùi thơm lắm. 7.000 như thế là được các bạn ha. Ồ, bán cơm luôn hả? Cái này chay hả chị? Dạ. Cho bạn bè coi. Cho em thêm cái chè chuối đi. Dạ, ở đây luôn. Dạ, đó nãy giờ quay cổ đó. Dạ. Nãy giờ quay nhiều lắm rồi đó. Phải gì tự nhiên. Ủa cái cơm này cô bán làm sao? 15-20 thôi. À 15-20 ngàn thôi. À, một phần đó 15-20 ngàn. Dạ. Chay đó. À, bánh thai. Dạ. Dạ. Măng. Dạ cái này mít đúng rồi. Mít kho. Mít kho. Còn cái này thì là kho tiêu, thịt kho tiêu. À, ủa sao lấy có thịt kho tiêu còn chay mà? Chay, thịt chay. À, thịt chay, thịt chay với cà. Dạ. Tím. Dưới đây là đậu hũ kỳ. Vừa bán món mặn, vừa bán món ngọt luôn. Dạ. À, chế cái này, cái dĩa này vừa chứ. Dạ. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn chay à. Vừa chứ. 10.000 luôn. Ờ, chợ này rẻ đó. Dạ. Wow, cái dĩa to thế này 10.000 đồng mấy bạn. 10.000 ba cái căn rồi, 20.000 ba cái căn rồi. Mình ăn mấy bạn ha, ăn cái bánh chuối trước. Ở đây có mè nè, nước cốt dừa. Dĩa bánh chuối này ngon mấy bạn, đúng ngon. À, bánh chuối ngọt nè, à, dẻo dẻo ngọt, nước cốt dừa béo béo. Cái phần muối mè, mè thơm và có chút xíu gì đó mặn, nó là muối mè ha, gắt lên. Phải công nhận là rẻ thiệt á. Mình nói là vậy là bởi vì những năm về trước cái giá này cũng khoảng độ 10.000 rồi. Bánh chuối này lâu không có tăng giá lắm à. Em thấy 10.000 giá này là khá cũ. Dạ. Không lên. Dạ. Ở bên quận 8 em cái khu lao động cũng bán 10.000. Dạ. À. Bán từ mấy giờ tới mấy giờ chứ? Mấy giờ sáng bán? 5:30 hả? Cái chợ này mở cửa sớm như vậy luôn á hả? Giờ đó. Dạ. Cái chuyên chở mấy cái hàng vô. À. Mấy cái trong chợ đó thì họ sẽ vô sớm. Dạ. Ồ, sớm dữ rồi. Mở cửa sớm lắm. Dạ. Là coi như 5 giờ, 7, 6 giờ để bạn. Đúng rồi, con thấy nhưng mà mấy cái chợ kia nó đâu có mở cửa sớm gì ta. Dạ. Hồi nãy phía đầu chợ mình mua cái chè bắp mấy bạn. Cái món chè bắp này phải nói là khiến mình nhớ về cái tuổi thơ rất nhiều. Hồi xưa ăn cái chè này, nhà không có khá giả thì thường là ăn cái món chè này, đôi khi là món này để đi học vào buổi sáng. Đây, đường và mè. Rải chút xíu muối đường và mè lên. Mình nghĩ là đường và mè chứ không phải muối đường mè. Rồi ăn một miếng thôi mấy bạn ha, xong rồi cất mang về. À,
Hương vị vẫn như ngày nào mấy bạn. Cái lớp bắp này dẻo ha. Cái đó đúng là muối đường rồi, với mè. Bây giờ mình nhớ lại rồi. Mặn mặn ngọt ngọt. Lớp dừa béo béo. Là chính xác cái tên gọi của món này mình quên luôn á. Phải nói là quán độ hơn 10 năm, 15 năm mà không ăn lại món này. Bây giờ cũng không còn nhiều nơi bán cái món này nữa. Đi khá là nhiều chợ. Hôm nay gặp lại ông Nguyễn Chí Phương thấy vui ghê. Ở trên nhớ cái món này là cái gì không? Chè bắp đúng không ta? Không phải. Cái món này nè, món ngon. À, bắp giả hả? Ăn lâu quá rồi cũng không nhớ luôn cái tên. Nãy em gọi là chè bắp. Dạ. Mấy cái chợ không có bán luôn á. Ở chợ Thiếu cũng không thấy. Rồi chợ Sông Đức cũng không có. Nhiều chợ lắm. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ ít ghê á. Ê. Trong chợ này nhiều món ngon lắm mấy bạn ơi. Nhìn qua đây nữa nè, bên phía tay phải mấy bạn. Sim sa, sim sáo. Rồi món gì ta, mình quên rồi. Sâm bổ lượng. Rất nhiều. Đã ghê. Cái bịch mũ chôm nhiêu vậy? 5 ngàn. Cho em bịch đi. Thôi chạy ăn đây luôn, ăn đây đi. Ăn đây, ăn đây. Dạ dạ. Quá trời. Ăn đây bỏ đường luôn hả? Hay lấy không? Dạ, cho xíu xíu đường. Dạ. Cái món trắng trắng này gọi là gì chị? Sim. Gọi là sim sa. Ở như sim sa trắng. Sim sa, sim sâm. Dạ. Dạ, không có đâu, em về Nhật Bản bán. Em giỡn mà quay quảng cáo. 5.000 đồng thôi chị. 15 hay 10? À 10, 10. À là 15, dạ. À. Cái này là hạt đác đúng không ta? Dạ. Xong muốn lượng thì 15, cả mấy món khác là 10.000. Dạ. Dạ. Bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Bán từ mấy giờ tới mấy giờ? 5 giờ sáng là em có mặt đây. Tới 12 giờ chưa? Bán tới 1 giờ. Dạ. 1 giờ là em dọn ra, anh vừa dọn vừa bán 1 giờ em mới chỉ. Dạ. Quá trời ngon. Đây ly mũ chôm 10.000 vì có đá và có đường nữa mấy bạn nha. Mua bịch về 5.000 đồng thôi. Em quên cái món này là cái món gì ta? À mũ chôm, đằng kia là mũ gòn. Vậy nãy em nói đúng rồi, em kêu mũ chôm mà chị bán em mũ gòn. Không, cái mũ gòn là cái bịch vàng vàng là cái này nè. Ủa dạ? À, còn mũ chôm là cái này là đúng rồi. Cái là bán đúng, chứ không đúng. Người ta cái mũ gòn là cái mũ đặc. Dạ, mình sai. Dạ. Ăn nhiều rồi biết quên hết luôn. Đặc sản mũ chôm này là của tỉnh Ninh Thuận. Rất là mát, nói chung là đường ngọt các bạn ha. Có chút xíu dầu chuối. Thơm thơm. Đây, mũ chôm. Qua đây tới bánh bèo, bánh bột lọc, bánh bột khoai môn, bánh chay, bánh mặn vậy đó mấy bạn. Cái này là toàn đồ chay vậy hả? Cái này là chay, chay là bánh này có bánh. À mấy món này món mặn hả? Cái này là mặn nè, mặn có dạ. Bánh khô. Dạ. Bánh bột này bán sao chị? Bánh bột khoai môn bán 20 ngàn. 20 ngàn hả? Bánh bột khoai môn á. Bánh ít chừng này bán sao? Dạ. Cũng vậy luôn hả? Cái này là 5 ngàn viên. À. Có thể ăn một mà dĩa là 1, 2, 3, 4 nhưng mà chỉ hết trả hả? Có trả luôn hay không? Mình đến chừng chính là 5.000 viên. Em muộn mà.
Dạ, chính xác, em người Hoa. Chị em người Hoa luôn hả? Mùi thảo cu mà. À. Đi chai và mùi ha mậy. À. Mình bán đây từ mấy giờ đi, mấy giờ chứ? Bán 12 giờ mấy. Ok, cảm ơn chị nha. Dạ. Vô hình cô luôn rồi đó. Đây mấy bạn, cơm dĩa nè ha. Quá trời đồ ăn. Mình khá là no, phải nói là cái khu này chắc ăn 2-3 bữa ăn chưa hết. À, ai cũng vui hết. Wow, đứng xuyên. Cơm sườn bán sao chị? Dạ. À dạ. Mà chiên luôn. Ồ. Món này giống như nước mắm gừng mỏi chê. Cái này là ăn với mắm xoài hả? Dạ. Cái nước mắm gừng chứ. Ăn nước mắm gừng. À dạ. Cái này là ăn với nước mắm xoài. Mỏi chê. Đây ở đây nữa nè. Dạ. 619 khu C Dương Thị Thành. Dạ. Nhìn cái món gỏi xoài ngon nè. Rất nhiều món ha. Ở bên kia thoảng lên cái mùi thơm của bún mắm nữa. Và đây bún mắm mấy bạn. Rồi dọn hàng dọn hàng. Quá trời đồ ăn. Ồ, ở đây mấy bạn, hội phụ nữ chợ Nguyễn Tri Phương bữa ăn tình thương trao 300 suất ăn tình thương định kỳ hàng tháng cho người già neo đơn và trẻ em khuyết tật. Hình ảnh tốt ha. Cô bán bánh tét bánh ít hồi nãy nè, ở đây sầu riêng nữa bạn. Đây là khu vực ngoài chợ nè. Mưa cả ngày, bên kia cũng bán bánh tét bánh ít nữa. Đây là khu vực bán thịt, bán hải sản rồi thủy sản ha. Vậy là mình đã đi hết một vòng chợ bạn ha. Khá là lớn. Nhiều món ăn, nhiều trái cây, nhiều rau củ quả, nói chung là rất là nhiều. Đa dạng. Chợ Nguyễn Tri Phương này có một cái điểm mình rất là thích ở chỗ là cái khu vực quầy ăn uống á, các cô bán hàng rất là vui, nó rất là vui. Và mình thấy cái món hầu như các món ăn mình đã ăn á đều ở mức độ là khá ngon trở lên. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Mình chắc sẽ có một ngày trở lại đây để ăn những cái món khác. Quá nhiều món ăn.